Đấy, hướng dẫn anh em lắp đặt cái vận hành cái máy MC400 này. Đó thì thứ nhất là cái máy này sử dụng điện là 380V. Điện không có dùng dây mát nhé. Đó thì trước mắt thì đây nó sẽ là cái lúm dừng khẩn cấp, là khi máy gặp sự cố thì mình dừng lại này. Đây là đèn báo có điện nguồn này, đây là công tắc tắt mở máy này. Đó, đây còn đây là cái cốc vàng này chính là cái cốc đạp để khởi động máy. Đó, trên đây thì nó sẽ có, đây là cái lúm mở nước này, làm mát này. Đây là cái công tắc điều chỉnh tốc độ của động cơ này, động cơ nó sẽ có 2 tốc độ này. Nguyên cái dàn bi đằng sau đây, đây chính là 2 cái viên điều chỉnh cái hành trình lên cao xuống thấp của lưỡi này. Đó, khi lưỡi cùn hay là cái hành trình thì mình sẽ điều chỉnh ở đây. Ở đây là trên cùng và đây là dưới cùng này. Đó, máy hạ xuống bao nhiêu này và cao lên bao nhiêu này. Mình sẽ điều chỉnh 2 cái này. Đó, tiếp theo nữa thì đây chính là cái lúm điều chỉnh cái mở eto. Đó, kẹp sản phẩm lớn nhỏ gì là mình sẽ phải vặn cái eto này ra để mình điều chỉnh này. Và đây chính là cái lúm điều chỉnh góc, có nghĩa là sao, là khi bình thường mình đang cắt thẳng, mình muốn cắt góc thì mình sẽ phải mở nhả cái lúm này ra và mình sẽ quay cái máy về theo đúng cái độ. Nó trên đây thì có vạch độ này, thì đến cái vạch độ nào thì mình sẽ điều chỉnh về đấy và mình sẽ khóa lại, là khóa lại như này. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ thực hành lắp này. Thì đầu tiên là chúng ta phải cấp điện. Đó, đây là điện 3 pha này, 380V 3 pha này. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cấp khí. Khí thì chúng ta sẽ phải cần một cái đuôi chuột để cắm vào. Thì đây chính là cái đuôi chuột này. Đó, thì cắm vào đây và là lắp khí vào. Đấy, cắm khí vào. Đấy, đây chúng ta sẽ cắm khí vào đây. Cắm vào đi. Đó, đây là cắm khí này. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ cần tới nước làm mát. Đó, nó còn gọi là dầu cắt gọt đấy. Thì chúng ta sẽ đổ vào đây. Đó, thì ví dụ như là ở đây thì đã đổ nước trắng đi rồi. Đây, nước đây là chưa có dầu này. Rồi chúng ta sẽ lấy lọ dầu kia. Chúng ta sẽ đổ cái tỷ lệ nó khoảng tầm 1:10. Đó, làm sao để cái nước dung dịch chúng ta pha ra, đó, nó sẽ trắng như nước gạo. Đó. Đấy. Thêm tí nữa đi, thêm chút nữa. Rồi, ok. Sau đó chúng ta sẽ đậy lắp này lại. Đấy, trong quá trình nó chạy thì cái nước này nó sẽ luôn phiên nó sẽ hồi về. Nên là khi đó thì rất là lâu với hết. Thì khi hết chúng ta lại châm thêm như vậy. Đó. Thì đầu tiên để khởi động cái máy này thì chúng ta đã lắp khí. Thì yêu cầu cái lượng khí đầu vào của chúng ta thì nó ít nhất nó khoảng tầm 43. Đó. Thì cái hoặc là 4 cân đấy, bình thường hay gọi 4 cân hoặc đến 5,5 cân. Đó, thì đây chính là cái đồng hồ báo này. Thì đây chính là cái lúm điều chỉnh. Tùy theo cái sản phẩm mà mình dày mỏng khác nhau. Ví dụ như càng dày thì mình sẽ phải điều chỉnh cái lực kẹp càng lớn. Ví dụ hộp mà mỏng mà để cái khí lượng khí vào nhiều á thì nó sẽ dễ làm bị móp hộp. Nên là để điều chỉnh, ví dụ như đây đang là khoảng 5 cân này. Đó, thì chúng ta sẽ rút cái lúm này lên. Đó. Vặn ngược lại trên kim đồng hồ. Đấy, nó sẽ giảm này. Đó, về 4 này. Hoặc là tăng thì chúng ta sẽ tăng lên. Đó, thì nó sẽ chỉnh theo, ví dụ như đầu vào của chúng ta có lớn bao nhiêu thì nó sẽ giảm xuống. Đó, ví dụ đây để 5 cân này. Đó. Đó, sau khi điều chỉnh được rồi thì chúng ta sẽ bật máy lên. Đấy, bật máy này. Bật dừng khẩn cấp này, nếu mà dừng khẩn cấp có ấn vào thì chúng ta sẽ mở ra. Đó. Và nhấp cái cốc đạp này. Đấy. Mọi người đã thấy là đây là chiều quay là lúc nào cũng phải chiều là quay ngược lại, nó xuôi theo kim đồng hồ. Như này thì đang quay bị ngược. Trường hợp mà gặp phải quay ngược này thì chúng ta sẽ đảo lại dây điện. Đó, đảo pha dây. Đó, thì ví dụ như đây thì dây điện nguồn ấy thì chúng ta sẽ đảo lại một vị trí, 2 dây đảo vị trí cho nhau là được. Đó, bây giờ chúng kiểm tra lại này. Như quay như này là đúng này. Đó, và cái lúm này chính là điều chỉnh cái tốc độ xuống của lưỡi. Đó, bây giờ chúng ta sẽ lắp lưỡi vào. Khi lắp lưỡi thì anh em nhớ là cái mũi răng này nó phải cắm xuống dưới nhá. Đó. Cái mũi răng này phải cắm xuống này. Cái này thì nó có cái gá chốt đấy, chúng ta đưa gá chốt là bắt ốc lại là được. Ta vặn chặt nhé. Đó. Rồi trước khi cắt ấy, thì cái việc là mình sẽ phải điều chỉnh lại. Đó là chính là cái chiều cao của cái lưỡi này xuống dưới đây. Nếu mà nhiều quá nó sẽ cắn vào cái bàn bệ của máy, mà thấp quá thì nó lại không cắt hết hộp. Đó thì bây giờ trước mắt chúng ta phải tăng cái con ốc dưới lên. Tăng con ốc dưới này lên để cho nó cắt thấp lại đã, xong đó mình điều chỉnh cứ lên nữa đấy, lên cao hẳn lên. Ở trong đây thì nó sẽ có một cái viên bi chốt rồi đấy, nên là anh em nhìn thì quay dễ dàng này, nhưng mà trong quá trình chạy thì nó không bị trôi được đâu. Lên chú lưỡi đi. Rồi ok. Đó, tạm thời thì chúng ta sẽ cho lên như vậy để chúng ta xem là cái tốc độ nó như nào, xem cái chiều cao lưỡi nó đã xuống tới đâu rồi. Như này thì là vẫn chưa đủ, mình là bây giờ mình sẽ hạ dần xuống. Lần đầu tiên thì chúng ta sẽ phải như thế cho an toàn, tránh cái trường hợp là lưỡi nó sẽ bị va xuống. Tấp nữa, cái này xuống còn khá nhiều đấy. Đúng chạm lên ngón tay kia là được. Rồi ok. Xuống chút nữa đi. Chút nữa. Rồi. Đó, và khi quá trình nó chạy xuống như thế này thì chúng ta có thể điều chỉnh cái lúm kia hạ xuống một chút nữa, thì cái thời gian lưỡi nó không bị chờ cao như này. Có thể cái lưỡi nó chỉ chờ vị trí này thôi. Đó, thì bây giờ sẽ nhấp và chúng ta sẽ điều chỉnh luôn. Đó, điều chỉnh hạ cái con ốc kia xuống nữa. Xuống thoải mái, xuống lưỡi cũng được. Và mới đầu chúng ta điều chỉnh như này thôi, còn về sau là nó đã set up rồi, chúng ta chỉnh cũng ít thôi, không nhiều. Xuống nữa đi. Rồi, lưỡi dưới ở bên dưới xuống khoảng tầm 3 vòng nữa. Rồi ok. Đó. Thì trong tùy theo trường hợp, có trường hợp mà mình cho tốc độ xuống hạ xuống nhanh hoặc là tốc độ quay nhanh thì mình sẽ điều chỉnh là đây, máy nó sẽ có một cái tốc độ nữa là tốc độ nhanh hơn nữa này. Thì ứng dụng là cho sản phẩm mỏng hoặc là mình cắt sản phẩm vừa phải, ví dụ hơn ni cũng có thể cắt tốc nhanh được. Đó đây, ví dụ đây. Đó. Nhưng mà lưu ý là cái tốc độ xuống quay của lưỡi này với cái tốc độ hạ của lưỡi là cái lúm này nó điều chỉnh nó tương đối với nhau một chút. Nhiều khi là cái lưỡi mà mình chưa cắt xong mà cái này nó hạ xuống thì nó sẽ bị gằn máy. Đó thì điều chỉnh cái này thì mình sẽ vặn cái lúm vào đây. Đó, ví dụ như là đây chiều trừ là giảm tốc độ. chiều cộng là tăng tốc độ, đây trừ xuống này. Đó, chúng ta xem này. Đấy, nó xuống chậm hơn này. Đó. Rồi. Trước mắt thì mình cứ cắt từ tốc độ chậm đi. Đó, chuyển về tốc độ chậm này. Sau đó là thử phôi, đưa phôi này vào. Thì đầu tiên thì chúng ta chưa cắt ngay, mà chúng ta sẽ cho nó kẹp một bên má này thôi, giữ im. Đó. Thì mình sẽ điều chỉnh cái ê tô này bằng cái lúm này, điều chỉnh làm sao để cho nó cái khoảng cách cái sản phẩm phôi của mình nó khoảng tầm 3 đến 5 ly tầm đó, để khi nó nhả ra thì nó sẽ giữ được. Đó, khi mình tới vị trí đấy rồi thì mình sẽ khóa con ốc này lại. Đó. Đó. Sau đó mình sẽ nhấp thử để cho nó kẹp. Đó, và tay day đi thử xem có chắc chưa. Nó tay mình sẽ cầm lắc lư thử. Đó, nó cảm thấy nó chắc chưa. Nếu khi nó đã kẹp chắc rồi là ok. Đó, sau đó chúng ta sẽ nhấp lại một lần nữa này. Đó, thử chắc xem là đã kẹp chắc chưa. Đó, tay chúng ta rung lắc thử xem là ok chưa. Đó, khi ok rồi chúng ta sẽ mở nước này. Mở để nước chạy này. Đó, cái này trong quá trình cắt là chắc đều phải có nước làm mát nhé. Nếu không có nước làm mát thì nó sẽ làm nhanh mòn cái lưỡi của chúng ta. Tốc độ này. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa phôi vào. Nó vị trí ví dụ đây chúng ta sẽ để như này. Đó, chúng ta sẽ cho cắt thử. Đó, nó sẽ xuống nó cắt. Như này là tốc độ cũng đang hạ và hơi nhanh. Đó. Nhưng khi cắt xong rồi chúng ta sẽ kiểm tra. Đó, cái vết cắt xem là nó có đẹp không. Đó, ví dụ như này nó đang bị cháy đây này. Có phía này là tốc độ đang xuống hơi nhanh. Tốc độ hạ dao thì chúng ta sẽ điều chỉnh chậm lại này. Trừ đây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đưa vào cắt tiếp này. Tốc độ trừ chơi trừ tiếp đấy, trừ tiếp một chút nữa. Đó thôi. Kiểm tra xem còn không. Vẫn còn. Thì chúng ta sẽ phải giảm tiếp tốc độ một chút nữa. Hoặc là tăng cái tốc độ quay này lên. Đó, ví dụ như đây. Đó. Ở đây để kiểm tra xem là nó tốc độ nó quay nhanh chậm như nào. Đó. Còn cái vấn đề là có bao via này thì cũng một phần là do lưỡi nữa. Đó. Chúng ta kiểm tra xem là cái vết cắt thế nào. Vết cắt trên thì ok nhưng mà dưới này vẫn còn dính một chút này. Khả năng cái lưỡi này là các bạn ấy đang mài là chưa đạt. Chúng ta lấy cái lưỡi khác. Đó, trước mắt thì để hướng dẫn như này. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay sang cái góc độ là 45 độ. Bây giờ sẽ bẻ cái góc này ra. Rồi, kéo cái góc này về 45 độ đi. Bẻ nữa đi. Thôi, khóa lại, khóa ốc lại. Đó, thì trước khi cắt thì chúng ta phải để ý này. Khi 45 độ chúng ta phải nhìn cái má này. Lưỡi xuống có bị chạm không. Trường hợp như này là chúng ta sẽ phải điều chỉnh cái má này lùi lại. Không thì cái con dao nó sẽ cắt vào. Lấy lục giác ra xong mình sẽ vặn điều chỉnh để lùi cái má về. Lùi cái má đằng sau thôi. Đưa cái cán búa để lấy cái đà nó xỏ vào nó bạn. lùi về rồi khóa lại. Nó tùy theo hộp to hộp nhỏ nhé. Nếu như mà mình về lại mà hộp to hơn thì mình sẽ phải mở ê tô rộng ra và cái má kẹp mình sẽ phải lùi về sâu nữa. Nó là tùy theo cái hộp của mình nó như nào. Đằng trước này nhìn xem là đằng trước là khả năng cũng phải lùi tiến về đằng này chút nữa. Cái má bên này. Đúng không? Vào lấy một cái lưỡi 350 mới đi. Lấy một cái lưỡi mới ra để cắt đi. Lùi về chưa? Lấy cái lưỡi mới nó trên thay cái 350 mới tính mà. Đó thì đó, tầm như thế là được. Tháo cái lưỡi này ra đi, lấy cái lưỡi mới mà. Lưỡi này chắc là cái lưỡi khách gửi mài nhưng mà chưa mài thì nó thế. Lấy tạm một cái lưỡi khác, đây, lắp lưỡi này vào xem. Đấy, trong quá trình chạy mà có vấn đề gì thì chúng ta sẽ phải nhấp ngay vào cái nút dừng khẩn cấp này để cho máy nó dừng lại. Và anh em nên nhớ là cái góc 45 độ đấy, khi mình cắt chéo 45 độ là cái lượng khí mình cấp vào lúc nào cũng phải đủ nhé. Cái máy nén khí của chúng ta mà có sử dụng với các thiết bị khác á, thì mình phải để ý, vì khi cái lực 45 độ là nó sẽ kéo cái ống lại cái hộp của mình rất là nhiều. Mà khi mà cái lưỡi cùn hay gì đấy mà lượng khí không đủ là nó có thể là làm cho mẻ lưỡi đấy nhá. Nên là cắt 45 độ anh em hết sức lưu ý. Rồi đưa hộp vào đi. Rồi. Tốc độ thì có thể điều chỉnh được nhanh hơn nữa anh em nhé. Là trong quá trình cắt thì chúng ta có thể là điều chỉnh. Đó. Rồi. Đó đây. Đấy, xem cái vết cắt thì nó có dính một tí này, tốc độ này. Đây này. Mặt bên này này. Đó. Đó, đây. Đó. Tốc độ chúng ta sẽ cho chậm lại một chút nữa. Rồi quay ra cắt thẳng đi, điều chỉnh cắt thẳng đi. Về cái vạch dấu 90 độ, đó, điều chỉnh là về 90 độ này. Quá rồi, chờ nhà lại một tí. Chút nữa. Rồi, khóa lại đi. Rồi, sau đó chúng không phải điều chỉnh nữa, cái đấy để có thể để chung được. Đó. Mình sẽ để thẳng cái sản phẩm vào. Đó, như thế này là nó cứ xuống nó cắt thôi. Đó, xem. Đã liên quan đến cái tốc độ và cái lưỡi đó. Đấy, thế là đã hướng dẫn cho anh em cách lắp đặt và vận hành máy. Đấy, trong quá trình chạy sau này mà hàng ngày thì anh em nên là sau khi sử dụng chúng ta sẽ phải có nhiều mạt sắt như này. Anh em chúng ta phải vệ sinh sạch nó đi, vì tránh cái mạt sắt nó sẽ vào những cái bộ phận cơ khí này, lâu ngày nó sẽ kết, nó làm hư. Đó nên là sau khi sử dụng máy hàng ngày này anh em phải liên tục là vệ sinh máy. Đó. Đấy, hướng dẫn khách hàng là như thế. Đó. Rồi, ok anh em.